Chào anh em nha, quay lại kênh của mình nha. Cũng lâu lắm rồi mình không làm clip đánh ông cho anh em xem. Hôm nay rất chi là may mắn, đi đã gặp được một tổ rồi. Cũng rất chi là to, đi cũng rất chi là mệt rồi. May mắn là mình thấy cái tổ rất chi là to đây, thì mình tự mình quay cho anh em xem nhé. Mình sẽ quay cái tổ đấy cho anh em xem. Ok, rất chi là rộng anh em ạ. Mình quay hướng này liệu có ổn không đây. Rồi, rất chi là to anh em ạ. Sang gần phải hết sức nhẹ nhàng anh em nhé, không là hỏng bét. Đây, mật độ mà con ông thợ đi ra đi vào đây, anh em có thể nhìn thấy rõ ở đây này, ngay đây đó, ngay đầu ngón tay này. Đó, nó bay ra bay vào rất rất chi là nhiều, cho nên là cái mật độ ông thợ mà đi như thế này ấy, thì càng chứng tỏ rằng cái tổ nó rất chi là to. Tôi không biết tôi bị lộ chưa nhưng mà sao lại quay cho anh em xem nhỉ? Sơ sảnh một cái là hỏng bét, bởi vì ở chỗ cái bụi này thì rất chi là nhiều nhiều cái dây. Nhiều cái dây nó liên quan đến nhau cho nên là không cẩn thận phát là hỏng hỏng bét luôn, bởi vì cái tổ này nó rất chi là to anh ạ. Trong kia tối quá nhỉ. Đó, ngay đầu ngón tay này. Đó, ngay đây. Đấy, anh em thấy chưa? Tổ nó rất chi là to. Nó phải bằng cái nón lá anh em ạ. Cái nón to đấy nhưng không phải là cái nón nhỏ đâu, bình thường đâu. Rồi, ok, tôi sẽ chuẩn bị quần áo để tí nữa tôi đánh rồi sẽ quay trực tiếp cho anh em xem là cái tổ nó to như thế nào. Ok anh em, thế tôi đã mặc xong bộ quần áo rồi. Do lý do là bộ quần áo của tôi đánh ong rất nhiều rồi cho nên là nó có mùi, cho nên là tôi không thể mặc ở gần, cho nên phải đi ra xa xa một tí để mặc. Không nó nghe thấy mùi cái nước đái của ông, nó đái vào cái bộ quần áo của tôi rất nhiều cho nên là nó nghe thấy mùi thì nó lập tức nó sẽ tấn công tôi khi mà chưa kịp mặc xong đấy. Anh em đánh ong có quần áo thì mặc thì mặc xa xa một tí chứ không nên là lại gần tổ nữa đấy mà. Đến tổ rồi. Ok, tôi sẽ vào gần cho anh em xem cái tổ này to như thế nào. Đây là tôi không phóng to đâu gì nhé, đây tôi chơi zoom tí nào luôn nhé. Đây nha, giờ nó đã phát hiện ra mùi nguy hiểm của tôi rồi. Cho nên là nó đang ra hết bên ngoài này. Đó. Để tôi zoom lên một tí nữa nhé. Đây. Zoom lên 1,8 thì nó to như thế này luôn này. Đây tôi không zoom, tôi cho hết thì không. Nhìn rất là to. Ok, tôi không nói nhiều nữa. Phải triển khai luôn. Do là con ong nó ra nhiều quá, đái hết vào điện thoại rồi. Điện thoại giờ cũng mờ hết rồi. Tôi quay bằng điện thoại anh em nhé.
làm tổ kiểu gì mà nó lại như thế này. Anh em nhìn tổ này rất kỳ lạ. Khi không mang dao rồi thôi. Thôi tôi một tay tôi không thể làm được, cho nên là tôi sẽ tạm dừng lại một tí đã. Tạm dừng quay lại, tí nữa tôi sẽ quay kết quả lại cho anh em xem thôi nhé. Ok. Ok anh em. Tổ này thì khá là to. Nhưng mà nó lại mang lại kết quả hơi bị thất vọng là nó không được chắc lắm, không được mẩy. Không được mẩy lắm. Nên là hơi đang thất vọng về nó. Thực ra thì cũng không phải là nhỏ và không phải là không mẩy. Cái tổng bên trong này thì cũng rất chi là mẩy. Nhộng. Đây anh em thấy cái mũ nhộng chúa của nó. Không bật flash để cho anh em xem được. Đây, cái mũ nhộng chúa của nó là cái mũ mà to cao nhất đấy nhá. Mà ở bên ngoài nhá, đây này, như cái này. Đó. Mấy cái nó to ở ngoài rìa kìa. Nó là những con nhộng chúa nhá. Một tông, hai, ba, có ba tông thôi, nhưng mà làm rất chi là dị. Nhìn thấy cái ba lô của tôi này, đó, để so sánh nó với cái ba lô của tôi, hai cái tổ, cái ba lô và cái tổ này thì nó tương đương như nhau luôn. Đây nhá, chỉ cho anh em cái đây, đây nhộng chúa đây này. Đó chính là cái này. Đó. Nhộng chúa. Ok. Cảm ơn anh em đã xem video của tôi. Anh em xem video thấy hay thì like và chia sẻ, đăng ký kênh, like, chia sẻ. Giúp kênh để ủng hộ kênh. Ok anh em. Rồi tôi sẽ lên chiến luôn.
để cho anh em khỏi phải chờ lâu để đỡ mất thời gian. Rồi tôi nhét cái áo vào nữa là ok. Ok, xong nhá. Tôi bắt đầu lên chuyện. Đây này, cổ ống rất là to. Đây, tôi cách nó 50 phân đây. Rồi bây giờ tiến gần thôi, tiến thôi. Rồi tiến nhé. Cổ rất chi là to mà sao làm cổ rất to, to cái được tí này buồn nhờ. Ôi gặp cái tổ này buồn đấy. Nó ra rồi. Ba lớp chứ. Ok, cũng rất chi là to nhưng mà nó chỉ có hai lớp thôi. Chuẩn luôn. Ok, đây là kết quả của ngày hôm nay đây. Buổi sáng hôm nay tôi đi được tất cả đây này. Được là bao nhiêu, 4 cân 8, gần 5 cân. Ok.